Hello hello, anh em Shimika Fumita. Xin chào các anh chị các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn phần luyện nói của bài số 8 sai lỗi. Các anh chị các bạn xin sửa chữ sai sót nên không hay bằng sai lỗi ha. Thì chúng ta luyện bài số 8 xong tới bài số 9, số 10, 11, 12, 13, 14, 15. Thì chúng ta sẽ hoàn tất được khóa tiếng Hàn trung cấp Đi vô đoạn ví dụ bên dưới chúng ta sẽ có từ gì đây? Ở đây có hai câu nói ha. Suốt thời gian để nứt ta. Đây là cái thời gian mà phải tham dự đi lớp đó, chứ không. Mà tại sao bạn đi trễ hay không? Ví dụ là nói những cái tiếp theo là gì đây? Chip sẽ in tích nào ta bất sự ca nứt kêu ta, tức là giải thích là mặc dù đi ra khỏi nhà là sớm nhưng mà xe buýt đến trễ là cho nên là suốt oxycan đè nó chết tạ nè ha. Thì mình với có đoạn hội thoại sau các bạn chỉ thấy à suốt oxycan đè que nó chết xe tại sao trễ à đây tới giờ học rồi nè mà sao đến trễ vậy đâu tới giờ học rồi nè mà sao đến trễ vậy à, mình câu nói thông thường không thì mình ha chip in chick nào quá nên đè tôi từ nhà ra khỏi nhà rất là sớm ha, đi ra khỏi nhà rất là sớm, bất sự ca nức kề ô nên bà ra mẹ à, tôi chết sợi rồi do bởi vì xe buýt đến chạy nên đồ đã chạy à, sử dụng cấu trúc bà ra mẹ ha. Thì tất cả những cái như đây chúng ta có thể sử dụng cấu trúc bà ra mẹ để mình nói cái gì các bạn ha. Thì cái câu ví dụ bên dưới là mình sẽ luyện luôn, mình nói sao nè Minh chế sĩ giáo sĩ mình công bố hà nên học sinh đè đúng không xúc chế đến hả anh hết sở yếu anh hết sở yếu à chuyển thành anh hết sở yếu có chút ngủ dậy hả anh hết sở yếu hả sở yếu à xúc chế đến hà đồ cô hà tà nè à cặp chơi kỳ cô hẹn nghề sơ chinh gù cao ô tà không không xúc chế đến hà đồ cô hả hà đồ cô gì hà đồ cô hết nền đè đúng không hà đồ cô hết nền đè các anh chị các bạn mình nói về xúc chế đến hà đồ cô hết nền đè hà đồ cô hết nền đè cặp chơi ký cô hẹn ngày sau xin gù cả ôn bà đam mê ôn bà đam mê là sao xúc chế anh hết xin mi tò anh hết xe xúc chế đến mốt thích xe mốt thích xe mình nói gì cho nó hay hả ha mốt thích xe ở chế chung vô hành mỗi em ý giá nền đè mỗi em anh quá xe yếu anh quá xe yếu nói cá đồ cô hết nền đè mỗi em cá đồ cô hết nền đè anh cha đến chẳng mốt anh ba đam mê anh anh ba đam mê chẳng mốt anh anh ba đam mê hả mốt cách xe yếu muốn đi mà không đi được mốt cách ta mốt cách xe yếu cấu trúc nó nghĩa là gì các anh chị các bạn ha. Tiếp theo phần bên đây hội thoại bên đây chúng ta có từ đầu vào nó là gì mua em ý in cấp sĩ ta in cấp sĩ y ta ha nức chi anh tha không chạy ha hiến sĩ về y đất kề nó chết sợi nó chết sợi nó chết sợi nó chết sợi tại sao chạy như thế này mình thấy ồ mua em ý in cấp sĩ in chun à nó sợi tôi cứ tưởng là họp là 7 giờ nhưng chắc không phải hè tao mẹ nó nức chị anh tôi đốc CEO làm sao được cái để mình cho nó chảy nha không đúng rồi đó thì mình sẽ học đoạn hội thoại tiếp theo số 1 số 2 số 3 các bạn anh chị có thể luyện cách thì các bạn ha mình có thể nói sao nè ô nên nè ô nên xúc chơi in chun ở đó nên đẻ các bạn xúc chơi định ý kê anh đi yếu chơi xong hâm mì tài ý kê xin sao ha mình đưa nó vô cùng hội thoại của mình đây các anh chị qua cái sẽ ổn định xúc chế in chun lát xèo à cái sinh à mình là chế xong bây giờ ý cái sinh ổn định xúc chế in chun lát xèo nó đây tưởng là cái bài tập của ngày hôm nay tạo mê nên xin su hai chị anh tôi đốc hà xèo à chị xin su hai chị anh tôi đốc hà xèo có chút ngữ pháp anh tôi đốc hà xèo các anh chị các bạn áp dụng xuống đây luôn hóa cáp phân đi tả xa qua hạ tả những từ như đây các cặp này anh chị các bạn bắt chước cấu trúc như này
luyện đó các anh chị các bạn ha, luyện để cho mình nói giỏi hơn. Tiếp theo phần hội thoại, chúng ta có phần hội thoại. Mỗi hai nền chuẩn bị đang làm cái gì đó ha, nhưng mỗi hai câu ishimika mình giống câu như vậy thôi. Mỗi hai câu isayo là giống hệt nhau ha. Shichun up nè, bussi thago kata. Shichun là cho một cái tòa sảnh nào đó, hall ha, tòa sảnh thành phố chẳng hạn. Hall phun xì chỉ có một chia sẻ chia sẻ ở lúc này đâu vậy. Shichun up yo bussi thago kanin chung mình để châm nít trên cực các thầy ổ chạy xong hay ổ trước cái tòa thị sản tòa sẵn đây, nhưng mà bây giờ đang đi trên xe buýt, nhưng mà bây giờ nhưng mà lại chạy chút xíu, dường như là chạy chút xíu là chạy xong hay ổ là xin lỗi nha. Ủa xin đi đi xin cất xe ổ có việc gì đã xảy ra vậy nhau. Alam ki si kê ga ko chang na nến bà mẹ đức chào mình chắc xe ổ là ngủ do là gì, do là cái đồng hồ báo thức đã bị hư cho nên là thức dậy chả à. Nước cha mình chắc rồi à, nó bị ngược hết như các chị bạn chỗ này ha. Rồi ô tu ý giải kia đến là nu có ít cực chân hai chị mạng cô chân chân hi ô tô đốc hà xe ạ. Vậy cũng đã nói chuyện với nhau rồi, phù hợp đã nói chuyện, đừng có lo lắng gì hả, đến từ từ mà đến nha, cho nó cẩn thận ha các anh chị các bạn. Thì đoạn hội thoại này đi qua đây chính là Bắc Sơn Sơn Em à, gọi điện thoại hỏi. Ô phúng xì chỉ có một cái gì ở đây bây giờ đang đâu vậy à, nó đang trên xe buýt đó, do là vậy giải thích ha. Thì đó là câu chuyện thảo luận giữa quen nick là lý do tại sao đến trễ nè, tại sao trễ thì mình giải thích lại à, để chào mình chào ta. Ngủ trễ này, ngủ trễ nè, đồng hồ báo thức bị hư mình ngủ trễ đi, ngủ trễ đi tức là ngủ quên á, mình gọi là ngủ quên hay nhất, nước trong mình chắc sẽ đang ngủ quên à. Rồi số 1 và số 2 này các chị các bạn có thể ráp hội thoại này giống như bên này để mình tạo ra một cái hội thoại hoàn chỉnh để mình liên nói các chị các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có phần luyện nói đây, thì cũng tương tự vậy, tôi mong muốn là các anh chị các bạn tự luyện phần này luôn. Ở đây tôi đọc sẽ đoạn hội thoại cho các anh chị các bạn. Luyện gì chơi cao bộ thắc hành check in cả chị cô và chị ô nè chơi cả cứ check in nên chu kỳ đồ hát chị anh nát cho nên 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 in chun anh nát sợ nên in chun anh nát sợ đó là ngày mai ô nên yêu ngày hôm nay mà cứ đấy ô.요즘 왜 이렇게 자꾸 신청하는지 모르겠어요. 도 không biết tại sao giờ này tôi bị lỗi gì vậy ha. Lên chỉ cả ý đi mà nó sợ việc nhiều quá cứ đều như việc nhiều quá thế như vậy thôi. Kiếp hay giờ hành kịch sinh memo hay tôi đốc hay sao? Nhưng việc mà cần phải nhớ thì phải ghi chú lại đi. Cứ làm xin xuống hai chi hành nên cơ gì vậy và sẽ không có mắc lỗi nữa ha. Nè, Apple chủ xin hạt tôi đốc hành kiểu sau này tới sau tôi sẽ cẩn thận hơn ha, sẽ cẩn thận hơn, cái cậu lại hứa ha, nó hay anh chị các bạn ha. Thì phần nói chúng ta cũng ngắn ha các anh chị các bạn, tôi sẽ lắng sang qua một chút về phần nào đây, phần tám mà phần để nghe thì nó có ba phần anh chị các bạn. Đọc phần đọc thì tôi đưa về phần đọc anh chị các bạn ha, làm luôn ha. Thì phần đọc này chúng ta sẽ có là tạo nên echo này do một cách thêm nhanh tạo nên hai chỉ chỗ. Tôi sẽ ghép những cái phần này lại cho các chị các bạn để các chị các bạn có thể dễ dàng gì dễ dàng học luôn một bài cho nó nhiều phần luôn. Rồi chúng ta sẽ vô phần luyện đọc như sau. À Phương chỉ kêu suy niệm kê dạng hè rin của hoa cô Ishimida. Phương đang đang tìm kiếm sự giảng hòa của thầy, tức là xin lỗi có việc gì xảy ra đó không à, mình có đúng hay không. Phương xin nên qua chê chê chun đi onerin 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 chun à molasio, không biết là ngày hôm nay là ngày phải nộp bài các anh chị các bạn. Tưởng hay tưởng hôm nay không phải là ngày nộp bài ha, ý là vậy, không biết hôm nay là ngày nộp bài cho nên là lỡ luôn rồi các anh chị các bạn. Thì phần này
đa số trong tôi sẽ cho các anh chị các bạn biết là câu trả lời đúng chứ sao luôn ha. Ở đây mình số 2 thì mình sẽ số 2 cũng vậy. Số 2 thì rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm ngược ý lên. Bây giờ mình không có đọc nữa ha. Mình bây giờ mình tìm ngược ý cái này lên đây. Đó đi tìm chữ đây có dạng he nè. Đi tìm dạng he có không? Chi khrachi mothage tesmida ka chiren hanen junge kapiren sopnen barame kong cheki modu jajasmida kereseo geunsilun wonsu opsmida to 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 tên cái đó chính là dạng he các chị ha, dạng he đây tìm dạng he kuhata isimida. Cái này là cái xe đã sự cố gì đây, tưởng là biết là số nộp bài ngày hôm nay không phải là nộp bài hôm nay là không đúng, mà là gì, lý do là đổ cà phê lên trên trên cái súng vỏ cho nên không thể nộp bài được các bạn ha. Nay giờ Hachiman Kurochi Motage Tesumida ha, cái này cũng dễ các chị các bạn ha. Tiếp theo Nukuna Shinshu Hanshu Ikitamune Sante Bangeke Mian He Han Piroka Opsumida, ai cũng có thể mắc lỗi, bởi vì ai cũng phải mắc lỗi cho nên không cần phải là nói là xin lỗi nhiều đến với tượng ha, với bạn của bạn, đối tượng của bạn. Thì cái này là mình dựa đâu Nukuna Shinshu Hanshu Ita thì mình dựa vào Nukuna nên từ khóa đây các bạn, chúng ta thì mình Nukuna Shinshu nè không Hata không Kuna Shinshu Den Hanoi nên sao làm tự định dựa được Kaji một số bình bồi mình ta thấy được cái dáng vẻ của một số dáng vẻ mà người bị mắc lỗi ha. Ở tên xa ra mình xin xu lên Hanoi nên về xin xu lên hết anh chị nên bệnh nhân người thao gồ là biện minh ở tên tô ở tên xa ra mình cha xin ơi xin xu ca cứ xa ra tên mùa nè cứ cực tên mùa nè hà gồ phim kỳ lên tèm già tức là đó thừa cái này cái kia đó hà chí mạnh ca trang chủ hình cơ xin xuân chích ca kê xa qua hà nên cơ xì đà là cái quan trọng ha. Không đến nào xin lỗi với người ta là cái đó mình nói ra mà tôi bị mắc lỗi mà không nói gì là xin lỗi là hoàn toàn sai, đúng không? Xin chào anh, rin han huệ nên xả xin nơi xin chào rin, son chiếc hài cái sao cả han nên cờ xí, cá trang chỗ sơn mì thà chú mọi người biết đây câu chính là câu kết luận cuối cùng Hachiman, Hachiman chính là kết luận cuối cùng của một đoạn mình muốn nói ý tác giả hay các gì các bạn, đó thì câu này nói đúng ha các gì các bạn ha. Rồi tiếp theo bài bên đây. Tôi sẽ cũng cho các bạn câu đáp án đó là nào đúng ha. Một C là đúng ha các bạn, một C. Hai B là đúng. Chúng ta có thể luyện như sau. Dựa vào cái nội dung của cái câu trả lời chúng ta đi quay lên cái bài đàm thoại, chúng ta tìm cái ý chính của nó. Chúng ta sẽ tìm câu trả lời. Ví dụ như bài này tôi không cần đọc bài này mà tôi đi tìm cái này. Apuro Yasoshikane ích chị anh tôi đốc Haseo mình đi tìm cái câu này coi ta nói anh mắt chinh cơ sinh anh mắt chinh cơ sinh cô đưa ship cho chọn câu tại cái đúng ha. Thì cái này là mình chọn cái đồ là đây hoa cái hoa chỉ ca chẳng mất chết xin định vì ca ở sơ sắp qua hạt tôi đốc Haseo một chuyện yên đến hạt kỳ cho này này ca nổ cô ca nên cơ sĩ ấm nên chí chẳng sám chơi bộ tôi đốc Haseo. Thì ba cái câu này nó ba ý nghĩa khác nhau anh chị các bạn ha. Giờ mình đọc thôi nha. Cho nên machin chan se xie hu te chan wa rin no ko ne da se yo. Mình đọc cái này mình biết là nội dung chính của nó là vậy ha. Xin cô ơi, hu te chan wa rin bin la sa. Cho je hen te wa cho hu te chan wa e chan wa rin he se yo. Hajiman ki sa ne mi chan wa rin bat chi an na sa. Chan wa rin what cha chin kết cặp thầy ở cái lần đấy chân nhất để kỹ sư anh em xin gửi cái chân hóa lên hết sơ chế hữu chế phần chân hóa lên toàn là chỗ sẻ ở cứ kỹ sư anh em ơi ta xin mà làm nhé cô mắc xin người ta là cô yến sa hạ cổ ship bài ở. Tôi đọc nhanh một cái đoạn này tôi trả lời tôi không dịch nữa chị các bạn, hiểu không? Mình thấy là cái chỗ này không đúng à, cuối cùng chỉ có câu này kết luận cuối cùng coi là nào có việc gì sẽ là một sinh yên hai kỳ trở này làm việc gì đi nữa luôn luôn phải
neka no ko kani kasi neka no ko kanan kasi ấp nên gì làm bất cứ việc gì thì mình có hai mình có để là việc gì là không phải kiểm tra phải xem xét thật kỹ rồi hay làm ha mình xem xét kỹ hay đi xuống ý là cái này là quyền hay cuối cùng là khuyên trong quyền xảy ra sự cố thì cuối cùng là câu C là đúng ha. Ở đây cũng vậy cho nên check in either product and there là mặc sách đúng không chú chinh xì gà chê check qua cách thân cơ sinh cá chì gô ý sách xe ô cho nên chê check in chú chinh xì gà mà anh tôi ốp xí bên lờ can chun át nền đè à rất xe ô à khi đó chờ chú chinh xì gà check in bắt tư đô gô hết xe ô hà chì màn cứ check in 제 책이 아니었어요. 아, 슈진 씨가 다른 사람에게 질문 받던 책이었어요. 제가 오해를 해서 슈진 씨가 화가 난 것 같아요. 어떻게 하면 좋을까요? 원래 lỗi lầm phát sinh xảy ra. Cuốn sách tặng của người khác mà mình lại làm mất lòng được. Cho nên 슈진 씨에게 솔직하게 말하고 사과하도록 하세요. Nên là khuyên khi mắc lỗi lầm gì chúng ta phải cái này đúng nhất, còn những cái này là không có ý nghĩa là sai. Mình đọc mình cũng hiểu ý nghĩa rồi các anh chị các bạn ha. Thì câu này là đúng các anh chị các bạn. Rồi chúng ta qua cái đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba nó cũng dài hơn, bắt buộc các anh chị các bạn luyện đọc là mình phải đọc nhiều ha. Tôi cũng đọc như các anh chị các bạn xong tôi, tại vì những cái này tôi thấy từ vựng nó khá là dễ, tôi không dịch cho các anh chị các bạn, các bạn có thể dịch nó đi. Xong nên tôi chọn những câu đáp án này cho các anh chị các bạn, thì các bạn là 21 các bạn. À 21. Đầu số 3 là 1 là A. 2 là 1. 2 là 1 thì mình sẽ chọn đây. Số 1 này là X à. Hai cái này là đúng các chị các bạn ha. Bây giờ mình đi tìm những cái điểm này mình coi trên line nó có không. Là với cục O nè. Chán mạnh mà là đầm nhân xin chú đình tu đờ và chị ăn tu đốc à xe ô à xếp chữ ô. Nếu muốn chờ giỏi tiếng ngoại ngữ thì chúng ta phải đừng có sợ mắc lỗi nha, đừng có sợ mắc lỗi tu đốc ta à. Vì cúc ơ rinh mà hà nâng cả xì tu đốc xin mì cả. Vì mà nói một ngoại ngữ tiếng mới gọi là có rõ ràng không, tu đốc ta các anh chị các bạn à. Ai cũng nó sợ nói tiếng nước ngoài, nói ngoại ngữ, nhưng mà anh sẽ đâm tới đi về cuộc mà nó hàn nên cơ sinh to the world ham mi ta we couldn't call you là chính là gì à. Nguyên đoạn này mình thấy được cái câu trả lời luôn, anh sẽ đâm tới đến về cuộc đến mà anh thế xin chú đến hàn nên cơ cách thật sợ to the world hàn nên cơ sinh mi ta à xin chú đến to the world hai chị mà ship sợ đừng có sợ và mắc lỗi, mắc lỗi thì không làm gì được, cho nên cái này là câu này trả lời đúng nhất nè. Anh hành để xin các anh mà anh đi hết sợ xin chú đình quan bức hai chị anh tôi đốc hai xe ô là có hoàn toàn sai. Xin chú đình hai chị anh nơi rồi nhớ anh bán lì bèo cô bán lì chất ưng hành suy tôi đốc nô đốc hai xe ô hai xếp xe ô cũng không đúng luôn. Cuối cùng là điểm trung sim của nội dung này chính là điểm nội dung trọng tâm của này chính là có ai các chị các bạn à đọc được hai câu này đâu, chúng ta sẽ thấy được là cái lời giải nó chỗ đó. Tiếp theo à xin chú đình hai miền khi mà anh công tơ hàng của quân mà anh hát nên cái gì ở the world chim ta là sai à. Nếu mà có mắc lỗi thì à, cái việc mà nói ngoại ngữ thì bằng như vậy là trở nên khó là không được. Mới mắc lỗi thì bị sửa thì mới học được các bạn ha. Tiếp theo là gì, xin chú đình to the world chỉ anh nên nhớ về cục ở đến tờ chẳng hát xu ở chim ta à. Nếu không lo sợ mà mắc lỗi thì hiển nhiên có thể nói được giỏi tiếng Hàn hơn nữa. Câu này đúng rồi, mình đọc không cũng đúng rồi, chứ đừng nói mình đi tìm cái ý trên đây các anh chị bạn. Có những bạn là vậy ha. À, nên xin sư run ham nha, cứ mang công tơ bá ly mà ham cũng ở đền bề ôn sư ít xin có xin mì đài là câu kết luận ha. Chúng tôi hành có xin cách tin sư run bạn bốc hai chi à nên có xin có xin mì đài chính là câu này. Do nên mình ra đây mình sẽ biết là chỗ này sai là vậy ha. À, là sai. À, tiếp theo. 사람 들은 진술은 하는 것 같아서 외국어만 하는 것은 두려워합니다. 여러
mọi người sao dường như mắc lỗi, cho nên là việc mà nói ngoại ngữ là luôn luôn lo lắng à, sợ sợ. Thì cái này cũng là điểm đúng các anh chị các bạn à. Giờ đó buồn ikasin cốc á nhân sim ha tu đốc ha sẽ hãy 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 gọi là hãy nhớ nhân sim là hãy nhớ trong tâm nhé, nhân sim là ta sinh suy nên bu cơ đầu cơ si anh mới ta anh em mình phát biệt được là mắc lỗi với việc mà ta gọi là mắc cỡ, hai cái việc hoàn toàn khác nhau khi nói học ngoại ngữ ha các chị bạn. Cho nên hãy phải mắc lỗi đi và các bạn sẽ giỏi ngoại ngữ mà thôi. Cảm ơn các anh chị các bạn đã theo dõi video.